Xin chào anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với video ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại với con 68 game bài và vẫn xoay quanh cái nội dung là kiếm tiền tài xỉu thôi. Hôm nay thì mình vẫn tiếp tục vào bắt cầu cũng như là hướng dẫn cho anh em về cách chơi cũng như bắt cầu trong con game tài xỉu MD5 này nha anh em nhé. Đấy, thì công thức ngày hôm nay chúng ta vẫn áp dụng vẫn là lấy cái con lớn nhất của cái ván trước cộng với kết quả của cái ván vừa rồi. Và nếu chúng ta số chẵn thì chúng ta sẽ đánh với xỉu và số lẻ, hiện tại mình bên tài nhá. Thì chúng ta sẽ bắt theo hai cái dạng chính. Dạng đầu tiên đó là thuận theo công thức thì mình sẽ ghi là T nha. Và dạng thứ hai là dạng đảo, đảo công thức thì mình sẽ ghi là D anh em nhá. Đó. Thì ở đây chúng ta đang có con lớn nhất của ván trước là 6 này và cộng với con lớn nhất của ván trước là 10. À xin lỗi anh em, là kết quả của ván vừa rồi là 10 ha. Thì sẽ bằng là 16 đúng không ạ? 16 thì nó là số chẵn. Số chẵn thì để mình xem kết quả ván này nó sẽ về bên nào. Để xem số chẵn thì kết quả ván này sẽ về bên nào. Thì nếu mà đúng nha, đúng thì số chẵn thì tay này nó sẽ về bên xỉu. Đúng thì nó sẽ về bên xỉu. Nếu như đúng về xỉu thì tay đầu tiên nó đã đi thuận theo công thức rồi. Ok, vậy là đúng tay đầu tiên đi thuận theo công thức nhá. Thì chung bình thường mỗi ngày mỗi buổi anh em chơi anh em cứ test cho mình 2 cho đến 3 tay nhá. 2 đến 3 tay, đến khi nào anh em test anh em cảm nhận thấy là cái công thức nó lộ hẳn ra rồi thì mình đánh nó dễ ngay. Được chưa? Đấy, ít nhất là 2 tay, còn tối đa sẽ là khoảng 3 tay là anh em sẽ biết cách đánh rồi. Thì cái tay thứ hai thì mình sẽ có là con lớn nhất ở đây là 5 này và kết quả của ván vừa rồi là 9. Thì 5 cộng 9 thì sẽ bằng 14 đúng không? 14. 14 thì mình sẽ là tiếp tục, nếu như đúng kết quả ván này sẽ là xỉu thì chúng ta sẽ có hai tay thuận liên tiếp nha anh em nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ có hai tay thuận liên tiếp thì cái chỗ này anh em phải chú ý cho mình nha. Nó rất chi là quan trọng đấy. Để cho anh em xác định đúng cái công thức, xác định đúng cái dạng cầu thì mình mới bắt nó mới chuẩn được. Cái lỗi đầu tiên ấy khi mà anh em chơi, anh em mới chơi ấy, là anh em vào là anh em hay đánh luôn, tức là kiểu như nó vội vàng người ta đánh thì rất chi là khó nhá, rất chi là khó để người ta giành chiến thắng được nếu mà ta vội vàng như vậy. Xem tay thứ hai là xỉu là tài, là tài đúng không ạ? Là tài thì tay thứ hai nó lại không phải là thuận mà tay thứ hai nó lại về đảo anh em ạ. Nó lại về đảo thì chúng ta sẽ cần phải test thêm cái tay thứ ba để nó xác định xem là cái dạng cầu này nó chạy theo cái dạng nào. Đấy, nếu như tay sau nó xuất hiện là đảo thì tay tiếp theo anh em đánh đảo mình nha. Nhưng nếu tay sau xuất hiện là thuận thì sao, thì mình sẽ chỉ cho anh em tiếp nha. Nó cũng tùy vào trường hợp nữa. Thì ở đây là nó sẽ là có một con 5 và kết quả của ván vừa rồi là 13. Thì con lớn nhất bản trước là 5 cộng với 13 là 18. 18 là số chẵn rồi. 18 là số chẵn rồi. Thì chúng ta có tay đầu tiên là tay thuận và tay thứ hai là bị đảo công thức đúng không? Đi sai là bị đảo công thức. Nếu như tay này kết quả không phải là xỉu mà kết quả nó là tài thì chúng ta sẽ có hai tay đảo liên tiếp, thì tay thứ ba anh em đánh đảo rồi. Thì cái trường hợp này nó dễ anh em nhé, trường hợp này nó dễ thì cứ tăng tăng và đánh đảo thôi. Nhưng mà mình sẽ chờ xem cái tay này nó về bên nào. Đấy, nó về bên nào thì mình còn hướng dẫn cho anh em nữa, tại vì mỗi dạng cầu nó sẽ chạy khác nhau. Đây 18 nó về thuận này. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai trường hợp sau. Trường hợp một đó là đây sẽ là lỗi công thức nha. Trường hợp một là lỗi công thức. Lỗi công thức thì nó sẽ chạy là dạng này sẽ là dạng một thuận một đảo, một thuận một đảo, nó đi xen kẽ nhau như này, được chưa? Dạng thứ hai là cái dạng chạy đang chạy thuận nhưng mà cái tay này sẽ là cái tay sai số, thì tay tiếp theo nó sẽ về thuận nha, được chưa? Tay tiếp theo nó sẽ về thuận. Thì ở đây kết quả tay tiếp theo nó đang do dự ở 50-50 đúng không? Thì anh em sẽ căn cứ vào cái gì để anh em đánh tay tiếp theo? Đó là mình sẽ nhìn nó về bên nào, nó về nó đang về xỉu thì tay sau anh em đánh xỉu tiếp cho mình thôi. Vẫn phải tính kết quả nha, tính kết quả để xem nó về cái gì. Tính kết quả thì nó có con lớn nhất là 6 và cộng với 9 là sẽ bằng 15. 15 thì mình sẽ đánh một mờ tay này xỉu, tức là mình đang đánh đảo. Thì mình có một thuận này, một đảo, một thuận này. Nếu như đúng kết quả ván này là xỉu đi thì tay sau sẽ là đảo nhá. Tay này sẽ là đảo nhưng mà xem kết quả ván này đúng xỉu không. Nói chung là mình khởi động đi. À là tài. Là tài thì đây là thuận anh em ạ. À ok. Vậy là chúng ta đang có hai tay thuận liên tiếp nhá. Sau 4 tổng cộng là 4 tay thì chúng ta đang có là 3 tay thuận và 1 tay đảo. Trong đó có hai tay thuận liên tiếp thì chắc chắn tay tiếp theo anh em phải đánh thuận là mình rồi. Đó, bây giờ cầu nó bắt đầu chạy ổn định thì mình sẽ bắt đầu đánh vào vào tiền, nó bắt đầu to dần mạnh dần này. Thì đánh thuận nha, đánh thuận thì ở đây chúng ta có một con 4. 4 thì mình gióng bên này là mình biết nó là 4 ở đây này. Đấy, gióng ngang. Cộng với 14 thì bằng 18. 18, 18 đánh thuận thì mình sẽ đánh xỉu thôi. Đấy. Được chưa? Là mình sẽ đánh thuận này. Đánh thuận thì sẽ là 4 cộng với 14 thì sẽ bằng 18. 18 là số chẵn. Thuận số chẵn thì mình sẽ đánh với xỉu. Nha anh em nha. Đấy, anh em cứ bỏ ra khoảng tầm độ 3, 2, 3 hoặc thậm chí là 5 phút đầu tiên thì chủ yếu là anh em check cầu thôi. Mình phải check cầu trước anh em ạ. Thì mình khi mà mình nhận dạng được cái công thức ấy thì nó sẽ rất dễ thôi. Gãy thế nào được? Chuẩn chưa? Thì ở đây nhá, đây mình sẽ phân tích cho anh em chỗ này để anh em hiểu hơn này. Thì cái tay thuận đảo thuận thì mình không nói rồi, hai tay đầu tiên mình không nói rồi.
Thì bây giờ mình đang có 3 tay liên tiếp, 3 tay liên tiếp ở tay thuận, thì chắc chắn là tay thứ tư, thứ năm và tay thứ sáu này, trong 3 tay này tiếp theo thì sẽ có một tay sai số, tức là sẽ có một tay đảo. Mình không biết là tay này thì mình sẽ chơi như nào. Tức là lúc này là mình phải có sự tính toán từ trước anh em nhé. Mình không chơi theo cảm tính được mà mình phải có sự tính toán từ trước. Mình biết là kiểu gì nó cũng sẽ có một tay gãy. Thì bây giờ mình vào như nào hợp lý để gãy ấy, thì mình tay sau phải x2 lên. Được chưa? Tay sau gãy mình x2 lên. Bây giờ vẫn đánh thuận nhỉ. Vẫn đánh thuận thì tay này nó sẽ là 6 này. 6 cộng 9 thì xin lỗi, 6 cộng 5 thì sẽ bằng 11. 11 đánh thuận, 11 đánh thuận thì tay này sẽ là tài. Đấy, mình phải vào như nào nó hợp lý một tí. Mình vào mà nó hợp lý một tí. Nếu mà gãy tay sau mình gấp hết cũng được. Hoặc là tay sau gãy thì mình gỡ lại đấy, để mình ăn thêm hai tay sau nữa đấy, anh em hiểu không? Tức là mọi sự tính toán nó phải nằm trong kế hoạch đời. Chuẩn luôn, tay này gãy này, đang bắt 1-1 tự nhiên tay này gãy này. Thì ở đây đúng không ạ, ở đây chúng ta có 3 tay thuận rồi, một tay đảo rồi, thì ở cái tay này cái xác suất sai số nó chiếm là 80% đấy. Thì tay sau đánh thuận tiếp thôi, hai tay sau thì ít nhất là hai tay này nếu nó chạy đúng là sẽ về thuận tiếp ở hai tay tiếp theo, được chưa? Hai tay tiếp theo thì tay sau đánh thuận đúng không? Tay sau đánh thuận thì chúng ta có con 3 là con lớn nhất này, giống như này này. Đấy, cộng với kết quả của nó là 8. Thì 3 cộng 8 thì sẽ bằng bao nhiêu ạ? Bằng 11 đúng không? 11 đánh thuận thì tay này đánh tài đúng không? Chuẩn chưa? Đấy, tay này thuận tay này đánh tài thôi anh em. Bây giờ thì cầu nó chạy ổn định rồi nhá, bây giờ nó cần cầu chạy ổn định rồi. 3 tay thuận, 1 tay đảo là đúng rồi. Bây giờ tay thứ tư chắc chắn là tay chắc chắn là thuận rồi. Đấy, 90 đến 95% tay này sẽ là thuận rồi, đúng không? Đấy, bây giờ chỉ có một trường hợp duy nhất đó là lỗi công thức. Cái trường hợp duy nhất bây giờ là nó sẽ chạy lỗi công thức anh em nhé, gãy thế nào được đúng không? Đấy, gãy nào được thì ba tay thuận này, một tay đảo này, tay thuận này, thì bây giờ ấy chúng ta cái tay sau ấy, cái xác suất nó bị thuận nó vẫn rất là cao nha, nó rơi vào tầm khoảng độ là bao nhiêu ạ? 80 đến 85%, 85% vẫn là thuận được chưa? Còn từ 15 cho đến 20% là nó sẽ bị đảo, để nó lỗi công thức, lỗi công thức nó chạy một một là đảo này, thuận này, đảo này, nó chạy như thế đúng không? Nhưng xác suất nó rất rất là thấp nha. Thì tay sau anh em cứ bắt thuận của mình, anh em cứ bắt thuận của mình tay tiếp theo. Bắt thuận thì chúng ta sẽ có là 4 này, 4 là con lớn nhất của cái ván trước này. Đấy, cộng với 14 là sẽ bằng là bao nhiêu? 18 đúng không? 18 đánh thuận thì tay này mình sẽ đánh xỉu. Được chưa? Đấy, mình sẽ vẫn bắt thuận thôi. Mặc dù mình biết là trong khoảng tầm độ tay này, tay sau hoặc là tay sau nữa, trong vòng 2 hoặc 3 tay tiếp theo thì sẽ có một tay gãy, mình biết chắc chắn là như vậy, nhưng mình không thể biết là tay nào. Đó, nhưng mình đánh mình cứ dè chừng thôi nhá. Mình đánh mình cứ dè chừng thôi. Ôi chuẩn luôn, tay này gãy luôn này. Đấy, thì gãy luôn tay này nó mới là nguy hiểm này. Gãy tay này nó mới là nguy hiểm này. Thì chúng ta đang có 3 đảo này, à 3 thuận này, một đảo, một thuận, một đảo này. Thì ở đây liệu rằng tay sau nó có đi thuận tiếp hay không để nó tạo ra lỗi công thức. Đó, lỗi công thức. Nếu như nó về đảo thì sao? Nếu như nó về đảo thì cầu này lại chuyển sang cầu đảo. Nhưng cái xác suất chuyển sang cầu đảo nó rất rất chi là thấp, rất rất chi là thấp. Bây giờ thì chúng ta xác định là có thể đây sẽ là lỗi công thức nhá, lỗi CT, lỗi công thức. Thì tay sau này là nó sẽ về về thuận đúng không? Đấy. Tay vừa rồi mình bắt thuận nhưng nó về đảo. Thì tay này là mình phải đánh thuận. Được chưa? Đấy, ba thuận này. Xin lỗi anh em. Ba thuận này, một đảo này, một thuận rồi. Thì tay vừa rồi nó bị đảo, tay này anh em phải bắt thuận nha. Bắt thuận thì ở đây chúng ta có con lớn nhất ở đây là 6 này, cộng với 13 là 19. 19 bắt thuận thì tay này mình sẽ đánh bên tài. Đấy, tay này mình sẽ bắt bên tài là hợp lý. Được chưa? Đấy là cách mình đọc cầu nhá. Bây giờ đang bắt theo dạng lỗi công thức đấy. Oh my god. Đây, đây mới là cái trường hợp đau đầu này. Đây mới là đau đầu này anh em ạ. Ba thuận, một đảo, một thuận và hai đảo. Đây mới là đau đầu này. Thì khi mà xuất hiện hai đảo như này thì bây giờ anh em sẽ bắt đảo thôi. Tại vì sao? Tại vì chắc chắn với anh em cầu này nó chuyển chuyển từ thuận sang đảo rồi, chuyển từ thuận sang đảo rồi nha. Thì tay này anh em sẽ bắt đảo rồi, tay này vẫn đánh đảo bình thường. Đánh đảo thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Là 6 cộng với 7 thì sẽ bằng 13. 13 bắt đảo thì cái tay này sẽ là bắt xỉu. Được chưa? Tay này anh em sẽ bắt xỉu. Và cái xác suất tay này nó đi đảo là 80 cho đến 90%. Tại vì sao? Tại vì nó xuất hiện hai tay đảo rồi, mà trong khi đó trước đó là cầu nó chạy thuận rất chi là dài, đúng không? Đấy, nếu như nó lỗi công thức thì tay vừa rồi nó phải đi thuận rồi, nhưng mà tay này nó lại bị đảo, đúng không? Thì tay sau sẽ là đảo, tay sau nữa cũng có thể là đảo, hoặc nó có thể xuất hiện một tay thuận nữa nhưng chúng ta không biết là tay đảo nha. Nhưng cái xác suất tay này nó về đảo vẫn rất chi là cao, em hiểu không ạ? Oh my god, tiếc quá anh em ạ, nó lại gãy hơi sớm, tiếc quá nó gãy hơi sớm. Thì ở đây nó chạy là gì? Hai đảo này, một thuận này, vậy thì chắc chắn rồi anh em, những cái tay sau sẽ là đảo nha. Còn nếu như tay này nó chạy thuận như này thì cầu này 100% sẽ là cầu chạy hai đảo hai thuận xen kẽ nha. Nhưng mà tay này chúng ta vẫn bắt đảo được, tay này chúng ta vẫn bắt đảo được.
vẫn bắt đảo được. Ở đây chúng ta sẽ có là một con 3 và một con 16 thì sẽ là 19. 19 bắt đảo thì tay này em sẽ đánh xỉu. À, mình sẽ đánh xỉu. Được chưa? Đấy, clip này thì nó sẽ hơi dài một tí nha, mình sẽ phân tích cho anh em một cách cụ thể nhất để anh em hiểu rõ hơn. À, hiểu rõ hơn. Thì tay này mình sẽ không đánh nữa để mình xác định cái gì, xác định xem là nó đi lỗi công thức hay hay là nó vẫn chạy đảo nha. Nếu như tay này nó về đảo thì là vẫn là chạy bình thường thôi. 16 cộng 13 để xem tay này có đúng về xỉu không. Nếu như kết quả bán này là xỉu thì vẫn là đảo nha. Đây đúng rồi, vậy thì là hai đảo, một thuận một đảo thì tay sau vẫn đánh đảo như bình thường thôi, chắc chắn với game hai tay sau sẽ vẫn là đảo thôi nhá, không gãy đâu được, không gãy đâu được, quá đáng tiếc em ạ, quá đáng tiếc, tay sau sẽ vẫn là đảo thôi. Đó là 6 6 cộng với 16, 6 cộng với 10 là bằng 16, 16 đảo thì tay này em sẽ đánh tài. Đấy, tay này mình sẽ vẫn đánh tài như bình thường thôi, đảo và tay sau vẫn đánh đảo tiếp nhá, tay sau vẫn đánh đảo tiếp được, không sao hết, không vấn đề gì hết. Khá là đáng tiếc khi mà cái tay 20M nó lại gãy sớm quá, nó lại gãy sớm quá thì phải chấp nhận thôi. Cái cầu nó chạy như nào thì mình sẽ đánh như thế. Nói chung là nhiều khi là mình phải lên làm nó dài dài em tí để cho anh em thấy là à, khi mà mình đánh ấy, thì mình gặp cái dạng này thì mình xử lý ra sao, đang đánh gặp dạng này thì mình xử lý ra sao, đúng không? Mình biết là nhiều khi là anh em sẽ hay chơi kiểu trường kỳ là chính. Nếu mà gặp trường kỳ, chơi trường kỳ thì sẽ gặp rất chi là nhiều dạng cầu. Đấy, rất nhiều là dạng cầu. Thế nên là mình cần phải giữ cái đầu lạnh và giữ cái sự tỉnh táo thì anh em không gãy được đâu, chắc chắn anh em tay này không gãy được đâu. Kể cả tay sau anh em vẫn đánh đảo như bình thường. Tay sau anh em vẫn đánh đảo như bình thường cho mình. Đấy, hai đảo một thuận, à, hai đảo này, một thuận này, hai đảo này. Thì tay này tiếp tục đánh đảo tiếp thôi. Đấy, tay này đánh đảo tiếp, xác suất tay này vẫn đảo vẫn là 8, 80 đến 85% tay này vẫn là đảo nha. Vẫn là đảo thì ở đây chúng ta sẽ có một con 6. 6 cộng với à xin lỗi anh em là 5 chứ, không phải là 6 nha, 5 đấy. Đấy, tính chuẩn nha, tính nhầm là gãy đấy. 5 5 cộng với 11 thì sẽ bằng 16. 16, 16 đánh đảo thì sẽ đánh tài. Được chưa? Đây. Được chưa ạ? Thì chắc chắn tay này nó sẽ vẫn là đảo tiếp thôi. Chắc chắn tay này vẫn sẽ là đảo tiếp thôi. Đây là điều khẳng định với anh em rồi. Tay sau nhá, tay sau thì xác suất đảo nó sẽ rơi khoảng 6 đến 70% rồi, tại vì nó chạy 4 tay đảo liên tiếp rồi. Cái tay thuận nó đang chạy cầu đảo nhưng mà cái tay thuận nó xuất hiện sớm quá thì tay này chắc chắn mình không gãy được đâu đấy, mình biết mà. Mình biết mà anh em. Nhưng nhá, nhưng cái tay sau này, cái tay sau mới là quan trọng này. Nó là bây giờ nó đi hai đảo này, em nhớ 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 nhá, hai đảo một thuận này. Bây giờ nó đi bốn tay đảo liên tiếp rồi thì chắc chắn với anh em tay 5 nó có thể vẫn đi đảo. Nhưng tay thứ 6 nó sẽ về thuận hoặc là vẫn về đảo hoặc về thuận. Thì trong một hai tay tiếp theo nó sẽ có một tay gãy nhưng mình không biết tay nào anh em nhá. Mình không biết tay nào. Được chưa? Đấy, cho nên anh em cần phải chú ý vào mình nó là như vậy nha. Được chưa? Đấy, điều ok, cái video này là một cái video cuối cùng mà mình khép lại về cái công thức bắt cầu ở trong game tài xỉu MD5 này để cho anh em có thể học học thêm về cái phương pháp này nha. Đấy, thì anh em có thắc mắc nào anh em hãy comment dưới phần bình luận dưới video nha. Thì link đăng ký còn 68 game bài thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Anh em click vào anh em đăng ký rồi anh em tải game về anh em trải nghiệm và test xem công thức này nó có đúng hay không. Anh em thấy không ạ? Gặp dạng câu nào mình chỉ cho anh em dạng đấy nha, chứ mình không không đánh kiểu giữa chừng, được chưa? Không đánh kiểu giữa chừng, được. Phân tích cho anh em rất là kỹ, gặp dạng nào đánh như thế thì để cho anh em hiểu rõ hơn, được chưa? Thì ok, cái video này mình sẽ kết thúc ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video tiếp theo của mình.